anh chị đang có một dòng tiền mới và chuẩn bị đầu tư vào thị trường chứng khoán trong tháng 5 năm 2021 chẳng hạn. Vậy thì anh chị sẽ đầu tư bằng phương pháp nào? Đầu tiên anh chị vẫn sẽ tiếp tục mua các cổ phiếu đang tốt và giá cổ phiếu đang tăng. Hay anh chị sẽ lựa chọn những doanh nghiệp mà giá cổ phiếu sụt giảm trong thời gian vừa qua? Và anh chị có thể để lại những nhận xét bên dưới Anh chị sẽ tiếp tục mua những cổ phiếu đang tăng giá Hay anh chị sẽ lựa chọn những ngành nghề và những cổ phiếu đã sụt giảm giá Trong khoảng thời gian vừa rồi Và tất nhiên đó là lựa chọn của mỗi người Nhưng nếu như anh chị vẫn chưa lựa chọn được Có lẽ video này sẽ giúp cho anh chị một phần nào đó Và năm 2021 cổ phiếu của ngành bất động sản khu công nghiệp sẽ như thế nào được ra đời và chào mừng tất cả anh chị đã đến với đầu tư chứng khoán cùng Quang Dũng Nói những chia sẻ Dũng mong và Dũng tin có thể mang lại nhiều kiến thức Vì không sớm thì muộn Dũng và anh chị cũng sẽ làm việc với nhau trên kênh đầu tư chứng khoán Đi với Dũng về 3 phần và Dũng sẽ trao đổi gợi ý với anh chị về những phương pháp đầu tư, danh mục đầu tư Và có thể là những cổ phiếu tiềm năng chẳng hạn Để anh chị có thể là điểm đến với cái nhóm ngành của bất động sản khu công nghiệp này ba phần đó nó sẽ là gì? Nó sẽ như sau Đầu tiên đó là tổng quan về ngành hiểu hơn một chút về ngành bất động sản khu công nghiệp những ý tưởng đầu tư các ý tưởng các góc nhìn về đầu tư đối với những những nhóm cổ phiếu dạng này và nếu như chúng ta cùng quan điểm với nhau thì biết đâu đó danh mục đầu tư và các cơ hội đầu tư sẽ được tạo ra trong video này và chúng ta hãy cùng nhau phân tích với nhau về đầu tiên đó là tổng quan của ngành bất động sản khu công nghiệp thì dụng giới thiệu với anh chị một chút về cái mô hình kinh doanh của bất động sản khu công nghiệp nhắc đến bất động sản thì nó phải liên quan đến đất và nhắc đến khu công nghiệp tức là chúng ta sử dụng các quỹ đất làm khu công nghiệp và cho thuê khu công nghiệp. Để từ đó khi chúng ta cho thuê được thì chúng ta sẽ có một cái dòng tiền cho thuê. Đây là một mô hình kinh doanh đơn giản và chúng ta cũng sẽ rất dễ phân tích với ngành bất động sản khu công nghiệp. Tuy nhiên đặt một câu hỏi rằng ai sẽ là người đi thuê bất động sản khu công nghiệp? Nhu cầu đi thuê các quỹ đất lớn thường là các doanh nghiệp nước ngoài và trong đó vẫn sẽ có các doanh nghiệp trong nước làm phụ trợ cho các doanh nghiệp nước ngoài sẽ thuê các bất động sản khu công nghiệp như vậy khi chúng ta phân tích thì chúng ta sẽ biết được rằng cái mấu chốt và điểm chính đó là các doanh nghiệp nước ngoài sẽ quyết định đến cuộc chơi của sự tăng giá bất động sản khu công nghiệp hay không và nó sẽ gián tiếp tác động đến giá cổ phiếu trên sàn chứng khoán như vậy, mấu chốt của vấn đề chúng ta cần phân tích dòng vốn của nước ngoài. Và Dũng cập nhật với anh chị về dòng vốn của nước ngoài trong khoảng 20 năm trở lại đây, từ những năm 2000 kéo dài cho đến những năm 2018. Và anh chị sẽ thấy rằng là cái quy mô của dòng vốn nước ngoài tham gia vào nền kinh tế Việt Nam tăng gần 10 lần trong vòng 20 năm trở lại đây. Và tính đến thời điểm hiện tại của năm 2021, tổng vốn đầu tư của các dòng vốn nước ngoài vào Việt Nam nó rơi vào khoảng 800.000 tỷ. Đó là một con số cực kỳ lớn trong vòng 20 năm trở lại đây và nó tác động rất lớn và đó là tác động tích cực đến thu nhập của người dân Việt Nam, thu nhập của các doanh nghiệp niêm yết trên sàn chứng khoán và các cơ hội đầu tư của dòng vốn nước ngoài vào một nền kinh tế của Việt Nam. Thế thì chúng ta phân tích như vậy, chúng ta thấy là một bức tranh rất là đẹp đẽ của sự tăng trưởng nhưng tại sao trong khoảng vài tháng trở lại đây thì giá cổ phiếu không tăng mà lại sụt giảm. Và Dũng xin nhấn mạnh lại vài tháng trở lại đây thì thị trường chứng khoán là tốt chứ không phải là thị trường chứng khoán là xấu. Vậy câu hỏi được đặt ra, tại sao mọi thứ đều đẹp đẽ, phân tích đều đúng mà giá cổ phiếu lại giảm? Thì Dũng xin cập nhật với anh chị về tổng dòng vốn nước ngoài tham gia vào Việt Nam từ những năm 2015 cho đến những năm 2020 và 4 tháng đầu năm 2021 sẽ chẳng có gì để nói cả nếu như không có dịch bệnh Covid xảy ra và chính Covid xảy ra thì khiến cho dòng vốn nước ngoài tham gia vào nền kinh tế Việt Nam sụt giảm từ những năm 2020 kéo dài cho đến 4 tháng đầu năm 2021. Và Dũng cũng cập nhật với anh chị về dòng vốn nước ngoài trong từng tháng để chúng ta có thể hiểu rõ hơn và cảm nhận được rõ cái dòng vốn này có xuống suy giảm trong những tháng đầu năm 2021. Và Dũng gọi đây là điểm trũng của dòng vốn nước ngoài tham gia vào. Từ đó nó tạo ra sự sụt giảm của giá cổ phiếu cũng như là cả ngành nghề của bất động sản khu công nghiệp trong khoảng vài tháng đầu năm năm 2021. Như vậy phân tích một chút thì dòng vốn nước ngoài bớt tham gia vào nền kinh tế Việt Nam và bớt rải ngân vào nền kinh tế Việt Nam thì tất cả những yếu tố đó là xấu. Mà những yếu tố đó là xấu thì tại sao lại đưa ra cái liên tưởng về ý tưởng đầu tư này? Quay lại tiêu đề ban đầu như Dũng phân tích và trao đổi. Nếu như anh chị có một dòng vốn mới tham gia vào thị trường chứng khoán, chốt lời cổ phiếu ngành khác chẳng hạn, chốt lời vàng, chốt lời bitcoin, chốt lời bất động sản chẳng hạn và có ý định tham gia vào thị trường chứng khoán trong tháng 5 năm 2021, anh chị có thể lựa chọn những ngành nghề đang rất là nóng giá cổ phiếu liên tục tăng hai anh chị sẽ điềm tĩnh hơn lựa chọn những ngành nghề mà giá cổ phiếu chưa tăng trong thời gian vừa qua thì tất nhiên đó là mỗi lựa chọn của mỗi người đầu tiên thường những cái doanh nghiệp đang tăng giá nó sẽ nằm trong một ngành nghề đang hấp dẫn tuy nhiên nếu như mua một cổ phiếu giá lên và khi mà giá cổ phiếu liên tục tăng thì những cái rủi ro nó đi kèm khi chúng ta mua cổ phiếu giá lên Ngược lại khi chúng ta chấp nhận lựa chọn những ngành nghề kém hấp dẫn hơn trong thời điểm hiện tại và kỳ vọng một sự hấp dẫn hơn trong nửa cuối 2021, chúng ta sẽ lựa chọn được một vùng giá an toàn hơn và đó là lựa chọn của mỗi người. Anh chị hoàn toàn có thể lựa chọn một cái phương pháp rủi ro hơn khi đầu tư vào những cổ phiếu đang tăng giá hay anh chị sẽ an toàn hơn, điềm tĩnh hơn để lựa chọn những cổ phiếu đang giảm giá hoặc chưa tăng giá trong thời gian vừa qua. Và nếu như chúng ta điểm đến là dòng vốn an toàn, có lẽ video này sẽ hợp với anh chị hơn là những anh chị đang đầu tư vào những doanh nghiệp rất hấp dẫn và rất nóng trong thời gian vừa qua. Vậy chúng ta hãy cùng nhau phân tích một chút về ngành bất động sản khu công nghiệp để có thể đây là ý tưởng để đưa ra một cái danh mục đầu tư hay không. Dũng có một ví dụ nho nhỏ như sau để Dũng giới thiệu với anh chị. Đây là báo cáo tài chính của một doanh nghiệp bất động sản khu công nghiệp. Thì anh chị để ý thì những doanh nghiệp dạng này tiền rất là nhiều. Tiền thì gần 1.000 tỷ trên quy mô tài sản của doanh nghiệp. Định giá của doanh nghiệp này thì rất là rẻ, OBS của doanh nghiệp thì rất là cao, thời gian hoàn vốn của doanh nghiệp thì rất là thấp. Nhưng lý giải tại sao không chỉ năm 2021 mà cả năm 2020 thì giá cổ phiếu liên tục sụt giảm. Và thực tế nếu ai có đầu tư các doanh nghiệp dạng này thì lại không hề có lời. Ngược lại như vậy, khi đầu tư vào một cổ phiếu khác cũng là bất động sản khu công nghiệp. Chúng ta tin ý đây là báo cáo tài chính của ngày 31 tháng 12 năm 2020. Tiền của doanh nghiệp thì rất là ít trên cấu trúc tài sản của doanh nghiệp. Nợ của doanh nghiệp thì đầm đìa, gần cả 2.000 tỷ tiền vay nợ. Định giá của doanh nghiệp này thì không hề rẻ một chút nào. OBS thì chưa tới 2.000, thời gian hoàn vốn thì gần 20 năm. Nhìn có vẻ như là nó mắc hơn, nó xấu hơn rất là nhiều so với cái doanh nghiệp kia nhưng giá cổ phiếu thì không những giảm mà liên tục tăng trong năm 2020 và chớm tăng trong năm 2021. Vậy thì câu hỏi được đặt ra là sử dụng báo cáo tài chính như thế nào để hợp lý với các doanh nghiệp bất động sản khu công nghiệp. Với việc phân tích các doanh nghiệp bất động sản khu công nghiệp, chúng ta đừng định giá các doanh nghiệp này. Xin nhắc lại, đừng định giá các doanh nghiệp bất động sản khu công nghiệp mà hãy dành thời gian tập trung để phân tích nhiều hơn và chúng ta phân tích cái gì? Chúng ta phân tích hai thứ thôi. Một đó là quỹ đất tiềm năng của doanh nghiệp và thứ hai là tỷ lệ lấp đầy của khu công nghiệp của các doanh nghiệp đang niêm yết trên sản chứng khoán. Và đây là một tổng hợp như thế của các doanh nghiệp bất động sản khu công nghiệp với các khu công nghiệp và với một tỷ lệ lấp đầy. Thực tế thì anh chị sẽ thấy đây là một tỷ lệ lấp đầy 100%. Và thường thường các doanh nghiệp này có khu công nghiệp nhưng họ đã lấp đầy rồi, chứng tỏ là họ đã thu được tiền hết rồi. Và họ sẽ không còn nhận thêm được tiền từ các khu công nghiệp này nữa. Do đó chúng ta phân tích về quỹ đất và chúng ta phân tích về tỷ lệ lấp đầy của những khu công nghiệp chưa được lấp đầy thì từ đó chúng ta mới đi tìm được các cơ hội đầu tư. Đừng dựa vào định giá, đừng dựa vào chất lượng báo cáo tài chính cũng đừng dựa vào dòng tiền hay là dựa vào cấu trúc nợ vì nó sẽ không tìm ra được các tư duy đầu tư với các doanh nghiệp bất động sản khu công nghiệp đâu. Đại loại khi đầu tư vào các doanh nghiệp bất động sản khu công nghiệp hãy tìm các doanh nghiệp nào còn nhiều đất và tỷ lệ lấp đầy của nó chưa cao thì đó là những doanh nghiệp hấp dẫn và những doanh nghiệp hấp dẫn nó sẽ là tiền đề để cho giá cổ phiếu sẽ tăng giá nếu như dòng tiền chảy vào các doanh nghiệp bất động sản khu công nghiệp. Và dùng thống kê văn trị như sau về các doanh nghiệp có tỷ lệ lấp đầy cao, ví dụ như là MH3, D2D, SZL, SZB vân vân thì những doanh nghiệp này thực tế họ đã thu được tiền trong rất nhiều năm trước đó rồi và khu công nghiệp của họ đã lấp đầy 100% hoặc 98% rồi thì rất khó có động lực để cho giá cổ phiếu tiếp tục tăng. Ngược lại như vậy sẽ có rất nhiều các doanh nghiệp tiềm năng Tiềm năng thì theo Dũng có hai loại Một đó là các dự án bất động sản khu công nghiệp tiềm năng Và đang trong quá trình xây dựng và hoàn thành Dũng ví dụ như là khu công nghiệp Nam Tôn Ninh 3 Ví dụ như là các khu công nghiệp của Phước Hòa Các khu công nghiệp của Kinh Bắc các khu công nghiệp của Long Hậu và đặc biệt đó là khu công nghiệp Long Hậu 3. Thực tế thì khu công nghiệp Long Hậu 3 đã đưa vào hoạt động và cho thuê đầu năm 2021 rồi. Cái ý tưởng thứ hai nữa đó là các doanh nghiệp chưa có một tỷ lệ lấp đầy. Tức là diện tích đất đã sẵn sàng cho thuê nhưng tỷ lệ lấp đầy vẫn còn thấp. Thì khi tỷ lệ lấp đầy còn thấp thì tiềm năng lấp đầy trong tương lai sẽ cao. Và khi mà lấp được đầy thì tiền sẽ thu về. Mà tiền thu về thì giá cổ phiếu sẽ tăng. Dù ví dụ như là Sonadeji Châu Đức BKMX Bình Dương, Idico, hay là Kinh Bắc vân 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 có rất nhiều các doanh nghiệp như vậy đang niêm yết trên sàn chứng khoán và tự chung lại thì cũng có một vài doanh nghiệp có diện tích sẵn sàng cho thuê cao và các khu công nghiệp tiềm năng sau này sẽ lớn. Đầu tiên là GVR, họ có khoảng 1.600 ha chuẩn bị sẵn sàng cho thuê nhưng nó sẽ nằm ở các công ty con và có khoảng 15.000 ha chuyển đổi từ cao su chuyển đổi sang khu công nghiệp trong vòng 5 năm tới từ 2021 đến 2025 sau đó là bkm bình dương sona deji châu đức idico kinh bắc sịp và các khu công nghiệp long hậu và anh chị hãy tập trung vào những doanh nghiệp nào có vị trí đất đắc địa vì vị trí đất đắc địa thì giá cho thuê sẽ cao idico sịp hay là long hậu thì từ đó nó sẽ tạo ra được cấu trúc tài chính trong tương lai nó sẽ mạnh Tự chung lại khi đầu tư vào các doanh nghiệp bất động sản khu công nghiệp thì chúng ta hãy nhìn nhiều hơn vào tiềm năng của nó trong tương lai. Tiềm năng của nó thì có hai loại, một là diện tích sẵn sàng cho thuê và hai là các diện tích tiềm năng trong tương lai. Và câu chuyện này thì chúng ta phải cần chờ, nhưng mà những doanh nghiệp có diện tích sẵn sàng cho thuê thì khả năng và xác suất cao dòng tiền của họ sẽ đổ về mạnh nếu như dòng vốn FDI vẫn tiếp tục chảy vào nền kinh tế của Việt Nam. Chúng ta có thể nhắc đến là GVR, BKM Bình Dương, Sonadeji Châu Đức, Irico kinh bắc, xịp hay là long hậu. Cuối cùng khi chúng ta có ý định đầu tư và rót vốn vào một cổ phiếu bất động sản khu công nghiệp nào đó thì Dũng khuyên các anh chị bỏ qua các câu chuyện của quá khứ vì nó là thứ đã rồi. Những thứ đã rồi có thể rất đẹp đẽ, tiền rất nhiều, định giá rất rẻ nhưng nó là thứ đã rồi. Hãy nhìn vào một cái gì đó trong tương lai tương lai thì nó sẽ quyết định đến dòng tiền và dòng tiền sẽ quyết định đến giá cổ phiếu trong thời điểm tương lai. Trước đây là những quan điểm và chia sẻ ngắn của Dũng, hy vọng có thể mang lại nhiều kiến thức, nhiều giá trị gửi đến tất cả các anh chị nhà đầu tư. Để mở tài khoản tại chứng khoán FPT nơi phí dịch từ 0.15% về 0.1% tiết giảm chi phí vẫn luôn là một cách để tối ưu hóa lợi nhuận. Nếu như anh chị vẫn chưa có một danh mục đầu tư trong một thời điểm chứng khoán đã cao trong tháng 5 năm 2021, có thể sử dụng sản phẩm quản lý tài sản và tư vấn thiết kế danh mục đầu tư của Dũng. Chúng ta sẽ có 60 đến 90 phút trình bày trao đổi về một phương án triết lý đầu tư, thống nhất với nhau về danh mục đầu tư và những phân tích chi tiết sẽ được in ra và gửi về bàn làm việc của anh chị trong một thời gian sớm nhất. Trên đây là lịch đào tạo của Dũng vào tuần thứ tư của tháng 6 tối 3 năm 7 từ 7 rưỡi đến 10 rưỡi tối khoa học đầu tư chứng khoán cơ bản online. Chúng ta sẽ có 3 buổi trao đổi với nhau trình bày về triết lý, ý tưởng đầu tư, các luận điểm đầu tư, danh mục đầu tư và phân tích báo cáo tài chính để ra được các cổ phiếu đáng để chúng ta đầu tư trong thời gian tới. Mà chi tiết xin hệ với Quang Dũng qua số điện thoại 0933 687 436. Dũng xin hết.